Tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ miền Nam càng Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là gồm 9 con máy câu. 9 con máy câu trong đó có 6 máy đánh lục và 6 và 3 máy xây tương đương với xây 5.000 6.000. Gồm những con Daiwa Kid, Daiwa G-Gen. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em nói anh em có thể trả lời cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Đếm vô máy thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, đây là một con Daiwa Kit. Daiwa Kit 4.000. Nói chung là con này ngoại hình xuất sắc có thời gian. Cái phần câu thì ok, không lỗi nha anh em. Đây, máy xuất sắc thì em quay xuất sắc cho. Đây, xước đứt nè, nó. Xước đây. Nó, xước dòng cái dòng cung này. Đây, cái chỗ này nó bị xước, nó. Chung xước đây không ảnh hưởng gì tới trong nhóm. Ở trong mà con lăn bằng đồng thau nha, hạn chế ăn mòn, cốt thì cốt to. Đó, máy đây, tổng quan cái máy nói chung thì máy này tầm khoảng 90%. Đó, máy xước thì em quay xước cho anh em cận cảnh hết. Đây, hàng này hàng của Nhật nha anh em, hàng Daiwa Kit của Nhật. Xe này xe tương đương với là xe 6.000 nha anh em, cước 5 thì được 200 m, cước 6 thì được 150 m. Đó, em bán hàng cho anh em soi kỹ luôn, hoạt động trơn tru nha anh em, im mượt không lỗi. Máy hỗ trợ ABS cốt to đó. Máy sao em quay cho anh em xem vậy. Một bên sóng lấy cước ok, chung dạng này thì ba mượt rồi. Hàng này quá đẳng cấp. Máy này chuyên cho anh em đi lúa lóc, đánh lục, câu tra. Đó. Rồi, đây là máy thứ nhất. Máy thứ nhất em để giá công khai cho mọi người luôn là 2 triệu 500 ngàn. Đó, 2 triệu 500k nha anh em. Đó, 2 triệu 5, máy thứ nhất. Giá này là giá bao gồm, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Giá máy chưa bao gồm phí ship, 2 triệu 500k, cộng ship. Rồi, tiếp theo là con máy số 2. Một dòng máy Daiwa G-Gen. Đây, Daiwa G-Gen 4.000, xe tương đương cũng là xe 6.000. Đó. Con này thì em đảm bảo với anh em là mới khoảng 95%. Đây, xước cho này một miếng. Đó, con lăn ok. Đó, em soi kỹ cho anh em xem. Một viên sóng nha anh em. Đây, xước đứt một tí, nó chấm đứt tay nó. Như đó, là tổng cộng nhiêu vết xước đó đó. Anh em, đây, xước đây tí. Anh em về kiểm tra mà nó xước nhiều hơn tí thì báo em. Đây, chỗ này nữa. Nói chung thì máy hoạt động trơn tru. Máy này chuyên cho anh em đi câu tra, đánh lục, đánh dạt bờ biển. Đi câu biển. Đó. Máy hoạt động trơn tru nha anh em. Máy đổi trái phải bình thường. Đó. Máy hỗ trợ ABS. Đấy, cứ ok nha mọi người. Đó. Nó hoạt động là nó im mượt. Rồi, giá công khai con này luôn nha mọi người. Giá công khai máy này có giá công khai là 1 triệu nha anh em. Giá công khai là 1 triệu. Đó. Con máy số 2, giá công khai 1 triệu. Rồi, tiếp theo máy số 3 nha mọi người. Đó. Máy số 3 là một con Daiwa. Đó. Vẫn là một con Daiwa Hunter. Đó, Daiwa sát thủ. ST2000 RG là dòng xả cước nhanh nha mọi người. Máy này là máy xả cước nhanh, hoạt động trơn tru đó, thấy không? Máy này có xe tương đương với xe tầm 8.000 7.000 bán gửi. Cước số 7 được 170 m, xe tương đương với xe 7.000. 7.000 7.000 gửi nha anh em, xe tương đương với xe 7.000 7.000 gửi. Đó, máy hoạt động trơn tru không lỗi. Một bên sóng nha. Máy đua chuột có chức năng xả cước nhanh, bay tuner. Đó, đây.
đập nè, nó xả chậm nè, nó cứng nè, đập nè. Đó. Máy này thì chia cho anh em đi câu chép rồi, khỏi bàn, hoạt động chân chung nha anh em. Máy này là hàng Korea xuất Nhật, đó, hàng Korea. Máy của ai sản xuất thì em báo của người đó. Tổng quan về máy thì máy tầm khoảng 90%. Vì máy ngoại hình nó là đen nên nhìn nó sần sần tí, đó. Máy bán thì em soi cận cảnh cho anh em xem luôn. Đây cứ ok anh em, máy em bán thì kiểm tra con lăn hết cho anh em nha. Đây lăn đây nó. Hoạt động trơn tru, không lỗi, không rung lắc. Rồi, giá công khai con này luôn nha mọi người, giá công khai là 1 triệu cộng ship. Đó. Rồi, tiếp theo là con máy số 4. Con máy số 4 là con máy Shimano GT4000. Máy này sử dụng hai cối nha mọi người. Một bên sóng. Lưỡi cước ok, có chống gói cước, đó. Con này có xây tương đương với là xây 5000-6000. Cước 5 cho được 200m, cước 6 cho được 170m. Và một cối là xây tương đương với là xây 3000-4000. Cước 3 được 200m, cước 4 được 150m. Đó. Khá là ok. Ngoại hình con này khá ok. Cối nó đây, đây có phụ đây, soi có phụ trước cho mọi người. Ok nha anh em, không bị mối ăn, không lỗi. Đây, cối chính. Đó. Soi cho anh em coi luôn. Nói chung là ok. Cần lăn ok. Đó. Lấy cước ok. Nói chung thì máy này xuất sắc ít thôi. Ngoại hình tầm khoảng 90% ăn lên. Đó. Dòng Shimano Power, hàng của Nhật nha anh em. Máy núm gỗ, hoạt động trơn tru. Đa phần máy có nông là gì hết. Mua bên sóng nha anh em. Con này thích hợp cho anh em đi tập. Anh em là tập đánh lục á, câu lục. Dòng máy bãi thì nó cảo khỏe khỏi bàn. Đây cước ok, mua bên sóng. Quay ngược ok nè, đó, anh em đi đánh cha cũng được. Đánh cha đánh con này, quất một cái ra cước dìu dèo luôn. Đánh giạt bờ biển. Đó. Đó, tổng quan cái máy hoạt động ok cho anh em. Giá con này công khai là 1 triệu 6 cộng ship. Đó, máy hai cối 1 triệu 6 cộng ship. Tổng quan cái máy khá ok. Máy này chuyên cho anh em đi đánh lục nha. Đánh lục, đánh câu bực, giạt bờ biển. Anh em câu cha cũng lấy câu được luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 5. Đây, một con Shimano Power 6 mặt đạn. Đó, Shimano Power 6000 Japan. Máy này gồm hai cối, một cối tiếp 12 và một cối tiếp 5. Cối tiếp 12 thì nó sẽ xây tương đương với là xây 12000. Đó, cước 12 được 200m. Cước 14 được 170m. Đó. BE đây, thông số BE cước 10 vô được 175m. Cước 12 được 125m. Xe tương đương với xe 14.000, không, xe tương đương với xe 12.000, một cối xe 12.000. Và một cối xe tương đương với là xe tương đương với xe 5.000, 6.000 đó, gồm hai cối nha anh em. Cối xe 12.000, cối xe 5.000, 6.000. Cho anh em thích hợp cho anh em lựa chọn cối mà anh em đánh nhiều thể loại. Anh em đánh giạt bờ biển thì anh em lấy xe 12.000 này câu, bao ok. Máy hỗ trợ ABS, quay chân tru, đó. Một bình sóng. Ngoại hình máy xuất sắc đích tới đây tiếng anh em, đó. Chung máy ok, không lỗi. Xuất sắc một tí. Có một lỗi duy nhất để em quay lỗi cho anh em xem. Đây. Con này thích hợp cho anh em đi săn hàng thôi. Hoạt động trơn tru nha. Đây, lỗi duy nhất của nó đây. Cái chỗ này nó bị gãy.
nó chỗ cái trắng cước á, em lấy cao nhan sắt em dán lại nó. Máy sau thì em soi cho anh em như vậy, máy lỗi thì em báo lỗi hai chỗ này thôi. Nói chung không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, hoạt động ok không lỗi. Ô bin sóng cốt to, đẩy cước ok, con lăn lăn nha anh em. Bán hàng thì test chân lăn cho anh em coi hết. Rồi vì máy như vậy nên giá sẽ rất là về nhiều. Giá con này là giá 2 triệu cho anh em, 2 triệu cộng ship máy số 5. Giá khá là bèo nhèo. Máy sau thì em soi cho anh em xem vậy. Tiếp theo là con máy số 6, vẫn là một con Shimano Power 6000. 6 mặt đạn. Con này thì mới ha, con này tầm khoảng 90%. Ngoại hình đây, nó bị xước đất đây một ít thôi, không nhiều đâu. Cối thì ok, đây, một con này sử dụng là hai cối, vẫn là hai cối. Cối này có tiếp 10 và một cối tiếp. Một cối tiếp 3 nha anh em. Cối tiếp 10 nó xây tương đương với xây 10.000, 10.000, 11.000. Cước 10 cho được 1 200 m, cước 12 được 170 m đó. Be thì cước 8 cho được 175 m, cước 10 được 125 m. Lấy cước ok nha anh em. Mở bên sóng. Nói chung thì cối này khá là đẹp, không bị muối ăn. Đó. Ok. Cái phần con lăn này cũng sạch sẽ. Máy con lăn lăn. Phần đuôi khá là ok, em bán hàng thì em soi cho anh em kỹ hết. Trong cái cước ok, con này thì không lỗi nha. Con lăn bị đây, tay nó bị nhầm tí. Nhưng hoạt động ok, không lỗi nha anh em. Đó, anh em thấy không? Không rung lắc luôn. Dùng máy khá là to. Ô bin sóng. Lấy cước ok. Bên ngược ok nè, đó. Máy hỗ trợ ABS nha anh em. Hệ thống chống trả ngược. Đây, tiếp tục là soi cái cối số 3. Cối 3 này có xe tương đương với là xe 3.000, 4.000, nó cước 3 cho được 200 m, cước 4 được 150 m, thấy không? Cho nó bị chóc sơn cái này thôi. Phần còn lại ok, không lỗi anh em, mà cối ok. Rồi máy số 6 có giá là 2.2 triệu nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là con máy số 7. Máy số 7 đây, máy số 7 là một con Shimano Power 10.000. Nói chung thì con 10.000 với con 6.000 này cũng y nhau ha, quan trọng nó khác nhau cái cối thôi. Thang hình con 10.000 với con 6.000 nó không có khác nhau cái nào chân á. Máy hoạt động ok, con lăn ok nha. Máy này sử dụng hai nồi, một nồi số 3. Đó, nồi số 3 này còn cước nha anh em. Đây, muối ăn này tí. Nói chung là mấy nồi ok, không lỗi gì đâu. Đó, cước 3 được 200 m, cước 4 150 m. Máy số 3 này cái nồi có xây tương đương với xây 3.000, 4.000. Và một nồi 8 đi theo máy. Nồi 8 thì có xây tương đương với là xây 8.000, 10.000. Đó. Cước 8 được 200 m, cước 10 được 150 m. Đó, 8.000. Xe tầm 8.000, 10.000. Hàng Power, ngoại hình còn khá là ok, không lỗi. Đít nó không bị xước này, thấy không anh em? Con này tầm khoảng 93% ăn lên. Đó, khá là ok. Em bán hàng thì em sau cho anh em xem kỹ hết. Mời mình sống nha. Máy hoạt động này, hoạt động trơn tru. Đó, quay ngược đây. Đó, quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rồi giá công khai luôn nha mọi người, giá công khai con này khoảng là 2.2 triệu cộng ship. Nói chung thì con này không lỗi, máy nào em lỗi gì em sẽ báo cái đó.
Đó, con này ngoại hình trên 93%. Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Mà con máy số 8 đây. Máy số 8 có xe tương đương với là khoảng là một cái nồi là nồi 8. Đúng không? Xe tương đương với là 8.000 10.000. Đây em đọc thông số nồi. Số 8 thì được 200m, số 10 thì được 150m, vẫn giống như cái máy số 7. Máy số 8 ngoại hình khá là ok. Đây, đít nó kìa. Đít nó rất là ít xước. Nha. Shimano. Hàng này hàng Shimano Power Sedan. Hoạt động chân châu. Mua bên sống. Đây cứ ok. Con này độ mới tầm khoảng 93% ăn lên nha anh em. Đó. Hoạt động ok. Đây, cái nồi này là nồi số 3. Cái nồi nhìn cũng khá là ok nha anh em. Nồi tương đương với xây là 3.000, 4.000. Đó. Khá là ok. Rồi, giá công khai của con này luôn vẫn là 2.2 triệu cộng ship nha anh em. Máy số 8. Tiếp theo sẽ là con máy số 9, con máy cuối cùng, một con máy đời khá là cao. Con này con Spinjohn SJ30 nha anh em. Máy này sử hữu là một nồi, nồi tiếp 3. Nồi tiếp 3 thì có xây tương đương với xây 3.000, 4.000. Cước 3 được 200m, cước 4 được 150m. BE thì BE2 vô được 200m, BE3 vô được 130m. Đây con lăn đời cao. Hàng này hàng của Malaysia xuất nhập nha anh em. Ngoại hình con này anh em đảm bảo anh em khoảng trên 95%. Đó. Đây, máy hoạt động trơn tru. Đây, gặp đây. Đó. Đây cứ ok nha anh em. Rồi, con này thì chỉ có một lỗi duy nhất thôi. Nó bị lỗi. Đây. Máy lỗi thì bao lỗi đây, nó bị xước trên này tí. Phần ga cước nó ra đây thì bình thường, không gì đâu, nó chỉ xước cái phần ngoài thôi. Xước này thì đã được đánh nhám lại rất là bóng. Anh em yên tâm. Đó, thì ga cước nè, nó ra đây, cước sẽ go đây, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng nhìn ngược lại thì nó sẽ bị xước chốc sơn đây. Đó. Nó máy sao thì em bảo quậy thôi. Máy lỗi cái nào thì em bảo lỗi cái đó. Đây. Đó. Khi nó ra cước nó ra vậy nè. Không ảnh hưởng gì đâu. Khi vô cước cũng vậy. Vô cước vô khúc này. Không ảnh hưởng gì đến cước của anh em hết. Thì máy lỗi thì em bảo lỗi. Con này hình như là đời 2018 hay vậy. Con Spinjohn này có đời là 2017 nha anh em. Nó sẽ chiếc 2017. Đời khá là mới nha anh em. Hoạt động ok. Ngoại hình con này tầm khoảng 95% ăn lên. Nó chỉ một lỗi duy nhất là cái nồi nó bị chóc sơn cái này một tí. Đó. Khá là ok nha anh em. Đó, anh em thường máy này sẽ dạy hai nồi. Không biết sai mua được có nồi không à. Anh em là có một con máy mà hai nồi thì mua con máy này về khá là ok. Rồi giá công khai con này luôn nha anh em, giá công khai là 2.2 triệu cộng ship. Đó, máy số 9 vẫn là 2.2 triệu cộng ship. Đó, tổng cộng 9 con máy em lên cho anh em ngày hôm nay. Anh em nào mua vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên clip, hoặc anh em có thể bình luận vào phần Facebook YouTube em có thì em sẽ trả lời anh em ngay lập tức. Rồi, cảm ơn anh em.